cao cổ cái qua đời khi đang tiến hành ca phẫu thuật nguy hiểm, tin từ Oklahoma. Bé gái Kiat là tên gọi của nàng hươu cao cổ 6 tháng tuổi, cư ngụ tại Thảo Cầm Viên của thành phố Oklahoma đã qua đời hôm thứ Ba, 8 tháng 4, trong lúc đang chịu một tiến trình phẫu thuật nguy hiểm. Ông Tara Hansen, phát ngôn viên của Thảo Cầm Viên cho biết, đây là ca mổ đầu tiên của loài hươu cao cổ với hy vọng sẽ giúp bé gái Kiat sống sót. Một nhóm 12 chuyên viên thú y cùng thực hiện cuộc giải phẫu kéo dài suốt 4 giờ đồng hồ, nhưng đã không thể chữa trị tình trạng đe dọa đến mạng sống của hươu cao cổ Kiat, đó là hiện tượng động mạch chủ bên phải liên tục dao động. Các bác sĩ đã cố gắng loại bỏ một mạch máu bao bọc chung quanh thực quản ở phần dưới trái tim của Kiat, cắt đứt mạch máu dẫn đến bao tử, một tình trạng chỉ khiến cho căn bệnh thêm trầm trọng khi Kiat lớn lên. Cuộc giải phẫu được cho là nguy hiểm vì kích thước của hươu cao cổ, nhưng cũng là cơ hội duy nhất để Kiat được sống lành mạnh, đáng tiếc là đã không thành công. Tiến trình giải phẫu được thực hiện tại phòng giải phẫu của khoa thú y Đại học Oklahoma ở Stillwater, phía bắc của thành phố Oklahoma. Một cuộc xét nghiệm tử thi sẽ được thực hiện trên xác của Kiat, nàng hươu cao cổ cao 9 feet, nặng 525 pounds, để tìm hiểu về tình trạng bệnh lý này.